Các lá bài gắn liền với các vua bài trong Yu-Gi-Oh! Phần 1. 1. Red Magician và Yuji. Yuji sở hữu rất nhiều lá bài mạnh như bộ ba vị thần Oxygen, Obelix, Gia, nhưng gắn bó với anh nhất là Red Magician. Đây là lá bài mang hình dạng một phù thủy với cây quyền trượng trên tay với khuôn mặt lạnh lùng. Hình tượng này giống với thần quan Mahado là cận thần trung thành bên Atemu trong quá khứ, cũng là chủ nhân đầu tiên của vòng tròn trí tuệ ngàn năm. 2. Winkuribo với Judai Yuki. Đây là quái thú đồng hành với Yuki trong phần phim thứ 2 Yuji-GX. Ngoài các lá bài Elemental Hero thì đây là quái thú đồng hành thường xuyên nhất của cậu. Yuki đã được nhận nó từ vua bài đầu tiên Muto Yuji. Nó có ngoại hình như một cục bông màu nâu với đôi cánh thiên thần, sức mạnh của nó có thể nâng cấp tối đa level 10. Cùng với lá bài này, cậu đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh trong suốt chuyến hành trình của mình. Cuối phim một lần nữa cậu gặp lại Yuji nhưng vẫn chưa thể đánh bại được vua bài tiền nhiệm.